Chiều 1 tháng 10, giờ địa phương, Không quân Brazil phát thông báo cho biết chuyên cơ chở Tổng thống nước này Luiz Inacio Lula da Silva, Lula, đã phải bay vòng quanh trên bầu trời do sự cố kỹ thuật. Chuyên cơ trên chở ông Lula về nước sau khi kết thúc chuyến công du Mexico. Trục trặc kỹ thuật trên xảy ra ngay sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Mexico City. Thông báo trên cho biết phi hành đoàn đang bay để xả bớt nguyên liệu trước khi hạ cánh trở lại sân bay của Mexico City. Sau đó, ông Lula nhiều khả năng sẽ về nước bằng một máy bay khác. Chuyên cơ Tổng thống Brazil là một chiếc Airbus A319 được ông Lula mua hồi năm 2004, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông. Do đó, chuyên cơ này có biệt danh Aero Lula. Từ đó đến nay, chuyên cơ này đã phục vụ các đời Tổng thống Brazil xen giữa hai nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước của ông Lula, bao gồm bà Dilma Rousseff, ông Michel Temer và ông Jair Bolsonaro.